Một vụ tin và sống xin kính chào quý vị. Mời quý vị cùng nghe bài đọc đức tin với tựa đề Ôn lại một năm qua. Người giàu có nhất mà tôi gặp được trong năm là người không có nhiều tiền, thậm chí nợ nần chồng chất, công việc làm ăn bấp bênh, đầu tắt mặt tối bận rộn với gia đình và con nhỏ, nhưng luôn có thì giờ quan tâm đến tất cả những người chung quanh, với nụ cười và ánh mắt rạng ngời thỏa mãn. Người buồn nhất mà tôi gặp trong năm là người có bằng cấp, có nhà, có xe, có gia đình bảo bọc, nhưng lúc nào cũng phàn nàn về cuộc sống, về món ăn, về thời tiết, về đôi giày mình đang mang. Người thành công nhất mà tôi gặp trong năm là đứa trẻ lên 12, bị tai nạn, liệt tay chân từ thuở nhỏ, tập tành và tự đúc cho mình muỗng cơm đầu tiên. Người thất bại nhất mà tôi gặp trong năm là người vừa tốt nghiệp với bằng cấp đại học mà nhiều người mơ tưởng, rồi về nhà suốt ngày xem phim tàu, vì nghĩ thời buổi kinh tế khó khăn, xin việc làm sẽ không ai nhận. Người có nghị lực nhất mà tôi gặp trong năm là người đàn ông tuổi già sức yếu, mỗi sáng cố gắng lần từng bước xuống thang lầu, lọm cọm đặt vào chén mấy muỗng cereal cho đứa cháu nhỏ, vì biết sáng nào nó cũng chờ. Người nhân hậu nhất mà tôi gặp trong năm là người ngồi tù vì choảng cái chai vào đầu ông hàng xóm say rượu để bảo vệ cho đứa con nhỏ của ông ta. Người tàn ác nhất mà tôi gặp trong năm là người có gương mặt hiền từ, thầm lặng, ít nói, kể cả khi lên kế hoạch ly dị người chồng bị mù một cách vô cùng chu đáo, để không để lại cho ông này một đồng xu lẻ nào. Cái tàn lớn nhất mà tôi chịu trong năm là một người thầy chưa bao giờ dạy tôi một chữ nào qua sách vở, chỉ là những bài học qua cách sống của chính mình. Đám cưới lớn nhất mà tôi dự trong năm là đám cưới cô dâu chú rể bỏ bạc chục ngàn để mua hoa trang trí. Trong khi đám cưới nghèo nhất mà tôi dự trong năm là đám cưới mà từ áo cô dâu đến cà vạt chú rể đều do bạn bè cho mượn. Nhưng bây giờ vợ chồng hạnh phúc, khuya sớm có nhau. Lời Chúa phán: Hỡi con ta, chớ quên lời dạy dỗ của ta, nhưng hãy giữ các điều răn ta trong lòng, vì chúng sẽ thêm cho con tuổi thọ trong đời và an khang thịnh vượng. Chớ quên tình yêu thương và lòng trung tín, hãy đeo chúng trên cổ con, hãy ghi chúng vào lòng con. Nhờ đó, con sẽ tìm được ơn lành và tiếng tốt trước mắt Đức Chúa Trời lẫn người ta. Hãy hết lòng tin cậy Chúa, chớ nương cậy nơi sự sáng suốt của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối mình. Ngài sẽ làm cho đường lối của con bằng thẳng. Chớ khôn ngoan theo mắt mình, nhưng hãy kính sợ Chúa và tránh điều ác. Ấy sẽ là sự chữa bệnh cho thân thể con và bổ dưỡng cho xương cốt con. Châm ngôn đoạn 3, câu 1 đến câu 8. Muốn thật hết lòng.